Dạ vâng, Hải Yến xin kính chào quý bà con, cô dì, chú bác và quý nhà đầu tư đã tham khảo thấy kênh nhà đất Đắk Song của Hải Yến ạ. Dạ thì hôm nay thì Hải Yến lại tiếp tục đi quay một cái mảnh đất thuộc xã Đắk Sắc, huyện Đắk Min, tỉnh Đắk Nông để gửi đến cho quý bà con, cô dì, chú bác mình cũng tham khảo nhé. Thì mảnh đất này là hiện tại là đất xào và đất mặt đường nhé các bác, theo mặt đường bê tông lớn như này. Và ở đây là dân cư đang ở đây nhé các bác, dân cư đang hiện hữu ở đây. Thì từ cái mảnh đất này mà ra trung tâm thì rơi vào tầm 2 cây số nhé các bác. Thì cái mảnh đất này á là bà chủ nhà bán theo đất mặt đường nhé các bác. Thì cái đất mặt đường của bác chủ nhà là có cái tổng diện tích là 50m, nhưng bác chủ nhà bán theo là nó bị xéo một chút xíu thì bác chủ nhà chỉ tính 40m thôi các bác. Thì cái giá thành hiện tại theo đất mặt đường bê tông này, đường bê tông rộng 4m nhé các bác. Đường này là đường không cấm trọng tải nhé các bác, là xe nào cũng đi được thoải mái. Vì đường này là đường to, đường lớn nhé, đường thông nhé các bác. Thì cái mảnh đất này là bác chủ nhà đang rao bán với cái giá cho cái mảnh đất mà theo mét như thế này là 8 triệu cho 1 mét ngang nhé bác. Chiều sâu của cái mảnh đất thì nó rơi vào tầm gần 30 mét nhé các bác. Thì trên đất hiện tại là bác chủ nhà đang cấy là cà phê. Thì bác nào mà mua về ở đây thì phân lô cắt nền hoặc là mình bỏ cũng được nhé. Đó, thì ở đây á là đó. Đây là cái đường điện người ta đã kéo vào tới đây rồi này các bác này. Các cái mảnh đất mình tầm khoảng độ 100 mét. Thì bây giờ Hải Yến sẽ di chuyển để quay cái mảnh đất nền cho các bác cùng tham khảo dễ hơn nhé. Thế bác nào mà yêu quý Hải Yến và cùng quan sát và theo dõi cái video của Hải Yến thì cho Hải Yến xin một like và một đăng ký kênh nha bác, để Hải Yến có cái động lực đi quay và đi tìm những cái mảnh đất gửi đến cho các bác cùng tham khảo dễ hơn. Thì bây giờ Hải Yến sẽ di chuyển để quay trực tiếp cho các bác cùng tham khảo này. Điểm của mình là từ cái xe càng này nha các bác, ngay chỗ cái đoạn đầu mà Hải Yến quay đó, đó là từ cái điểm của mình là từ cái chỗ cái xe này luôn này các bác này. Và cái xe càng mình nãy vừa đi lên đó, thì từ cái điểm này của mình chạy qua tới bên này là tới cái điểm này á là 40m các bác, còn từ đây qua là 10m này thì nó bị hóp lại một chút xíu. Thì bác chủ nhà không có tính tiền cho mình thì tính từ cái cây này thôi các bác, là qua tới bên kia nhé các bác, qua tới cái điểm mình nãy cái xe càng đi lên đó là sâu vào trong, đất thì cực kỳ là bằng luôn. Nói chung là cái mảnh đất này thì mình chỉ san đi rồi mình làm nền làm nhà thôi nha các bác. Đó thì cà phê hiện tại là trên đất là bác chủ nhà đang cấy là cà phê nhé. Đó thì đường điện ngay chỗ cái điểm Hải Yến vừa đứng là đứng đầu này này các bác này. Đó, tổng thể nói chung là cái mảnh đất này á thì cái giá thành mà hiện tại bác chủ nhà đưa ra cho mặt đường bê tông như này với thời điểm này á thì cực kỳ là rẻ nha các bác. Nếu mà vô cái thời điểm mà đất mà sốt á thì nó sẽ rơi vào tầm 25 cho tới 30 triệu cho 1 mét này nha các bác. Đó, nhưng mà hiện tại như bây giờ là bác chủ nhà đang cần tiền và giá cực kỳ là ngộp luôn các bác. Có 8 triệu cho 1 mét ngang thôi thì cực kỳ là rẻ. Nếu bác nào mà nhanh tay để mua cho mình một lô đất như thế này thì cứ liên lạc trực tiếp cho Hải Yến nhé. Hải Yến sẽ gửi cái bìa cho các bác cùng tham khảo, bởi vì hiện tại là cái bìa này là đang bìa chung với một cái lô đất bên kia thì sẽ tách ra cho mình. Thế thì ở đây thì ra trung tâm thì nó cực kỳ là gần. Dân cư thì ngoài này rồi, điện thì họ kéo vào tới đây rồi. Đấy, bác nào muốn làm nhà ở đây chăn nuôi thì cũng khá là tiện, giá thành thì nó cũng lại rẻ nữa. Cho nên là bác nào quan tâm thì alo trực tiếp cho Hải Yến nhé.